Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines cũng cho biết khoảng 4 triệu người Philippines rơi vào cảnh mất nhà cửa, đặc biệt là các đảo Leyte và đảo Samar, những khu vực được xem là tâm bão với sức gió lên tới là hơn 300 km/h và những đợt sóng mạnh được ví như một cơn sóng thần. Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, cũng là cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, gây nhiều thiệt hại về người nhất trong lịch sử hiện đại của Philippines. Gần đây nhất, cơn sóng thần hồi năm 1976 tại miền Nam Philippines cũng đã cướp đi sinh mạng của từ 5 đến 8.000 người.